Kinh Vương Quảng Đại Trang Nghiêm, quyển thứ nhất, nước Thiên Trúc, Tam Tạng Sa Môn, Địa Bà Ha La phụng dịch. Phẩm thứ nhất, tựa. Chính tôi được nghe, một thuở nọ Đức Phật trụ tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, cùng với vô số đại chúng tham dự, trong đó gồm một dạng 2000 đại tỳ kheo, đều là bậc đại A-la-hán, có tiếng tâm lớn như A Nhã Kiều Trần Như, Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Chiên Viên, Phú Long Na, Nang Đà Đà La Ni Tử, Ma Ha Nam, A Nâu Lâu Đà, Kiếp Tân Na, Bạc Để La, U Ba Ly, Nang Đà, Ta Già Bà, A Nan, La Hầu La, vân vân. Lại có các vị đại Bồ Tát như Di Lặc, Tự Tại Đà La Ni, Sư Tử Chương, Thành Tựu Nghĩa, Tịch Diệt Huệ, Thường Tinh Tấn, Vô Ngại Huệ, Đại Bi Tư Duy. Các ngài đều là bậc nhất sanh bổ xứ, đầy đủ thần thông du hí, tam muội tự tại, đại nguyện đã tròn đầy, đã nhập huệ vô ngại, đạt được các pháp nhẫn, thành tựu Đà La Ni, biện tài vô ngại, tất cả đều đủ ba la mật. Các ngài đã chuyên mãn các giai vị Bồ Tát, đầy đủ tất cả các môn tự tại. Bấy giờ, bốn chúng tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cùng với quốc vương, dương tử, đại thần, quan lại, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ và vô số ngoại đạo, dùng bốn món thù thắng nhất trong các món dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Tâm Phật không ô nhiễm, trong sạch như hoa sen chẳng dính bùn dơ, tiếng tâm vang dội khắp cùng mười phương. Đó chính là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, đã thành tựu ngũ nhãn, đầy đủ sáu món thần thông. Ngài đã vì tất cả trời, người ở thế gian này và các cõi khác giảng nói chánh pháp. Pháp Thế Tôn đang giảng nói đầu, giữa và sau cũng đều thiện, nghĩa lý sâu xa, ngôn từ khéo léo, viên mãn thuần nhất, đầy đủ tướng tốt, phạm hạnh trong sạch. Một hôm vào lúc nửa đêm, Đức Như Lai Thế Tôn nhập Trang Nghiêm Tam Muội, từ nơi đảnh kế của Ngài phóng ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đó tên ước niệm quá khứ chư Phật du trước, chiếu soi cung trời tịnh cư. Vì muốn khai mở cho các thiên tử, nên từ trong dần ánh sáng đó Ngài nói kệ: Thân, khẩu, ý, mô ni thanh tịnh, ánh sáng trí tuệ soi thế gian, ánh sáng tối thắng trừ tối tâm, nơi thích sư tử nên quy mạng, biển lớn trí huệ thắng oai đức, biết pháp tự tại làm vua pháp, thế gian ứng cúng tột trong trời, giác ngộ tự tại nên quy mạng, những việc khó phục tâm đã phục, ý tịnh vượt ngoài các lưới ma, ai đã thấy nghe không bỏ qua, giải thoát bờ kia nên quy mạng. Thể tánh Phật không gì chẳng sanh, việc làm vô biên thường tịch nhiên, biết lý tịnh diệu trừ nghi hoặc, tất cả tính sâu nên quy mạng. Đại Y Dương ban thuốc cam lồ, biện tài mạnh mẽ dẹp tà đạo, pháp là khuyến thuộc biết thắng nghĩa, đạo sư diễn nói pháp vô thượng. Bây giờ các thiên tử cõi trời tịnh cư nghe bài kệ này liền xuất thiền, đồng thời nhớ nghĩ đến chư Phật Như Lai ở kiếp quá khứ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ và các Phật có công đức trang nghiêm. Các đức Như Lai giảng nói chánh pháp, tất cả chúng hội đều tin hiểu. Lúc ấy trời Ma Hê Thủ La, Nan Đà, Tô Nan Đà cùng vô số thiên chúng cõi trời tịnh cư phóng ánh sáng rực rỡ, oai thần chói chói, chiếu rọi rừng Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Tất cả đều đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, một lòng cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có kinh nói về thần thông du hí đại trang nghiêm pháp môn, nói rõ về nhân hạnh của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ khi còn ở thiên cung đâu xuất di diệu.
Ngài đã suy nghĩ quan sát chọn dòng họ nào cao quý, đầy đủ các công đức, để thị hiện giáng sanh, thực hành hạnh đồng tử ở thế gian. Tất cả các nghề nghiệp như kỹ thuật, thợ thuyền, võ nghệ, toán số, vân vân, Bồ Tát đều vượt hơn tất cả. Bồ Tát thị hiện thọ cảnh ngũ dục, nhưng hành đầy đủ Bồ Tát hạnh, hàng phục ma quân, phát sanh tất cả Phật pháp như mười lực, bốn vô sở quý của Như Lai. Kinh này đều được vô lượng chư Phật Thế Tôn từ quá khứ như ba đầu ma thắng Phật, công đức tràng Phật, công đức tánh Phật, đại tánh Phật, tiên thiên Phật, thắng quang minh Phật, chơn tràng Phật, kim cang kiên cố Phật, hàng phục nhất thiết Phật, chơn kim sắc Phật, cực cao hạnh Phật, san hô hải Phật, hoa tràng Phật, tối thắng sắc Phật, thiên minh Phật, tiên hộ Phật, thắng luân Phật, cao thắng Phật, khai phù liên hoa Phật, mi giang quang minh Phật, kiết đường Phật, thiện kiến sư tử quang minh Phật, kiên lao tuệ trí Phật, thường xuân Phật, quang đại danh xưng Phật, đề ca Phật, phất sa Phật, thế gian đoan nghiêm Phật, vỗ quang minh bảo xưng Phật, tối thắng quang minh Phật, thiên thanh Phật, diệu hoa Phật, mỹ âm Phật, thường sắc hành Phật, di tiếu mục Phật, công đức tỳ Phật, đại âm thanh Phật, thiên sắc Phật, thọ quang Phật, tượng dương du bộ Phật, thế gian hầu lạc Phật, hàng phục ma quán Phật, chánh ứng cúng Phật, tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ diếp phù Phật, câu lưu tôn Phật, câu đa hàm mâu ni Phật, ca diếp Phật, giảng nói. Cuối mong Đức Thế Tôn cũng như chư Phật quá khứ thương xót chúng con, hàng trời người được nghe pháp Đại Thừa thêm lợi ích, để họ có thể hàng phục ngoại đạo, xô dẹp tà kiến và quán tặc ma quân, hiển pháp công đức của Bồ Tát đã làm. Đối với giáo pháp Đại Thừa, họ nỗ lực tinh tấn tu trì, nhiếp thọ chánh pháp, nối dòng tam bảo khỏi đoạn dứt, thị hiện thành Phật, sự nghiệp viên mãn cũng nói kinh này, xin Đức Như Lai từ bi chỉ dạy cho. Nghe như thế rồi, Như Lai vì thương xót họ đã hết lòng mong Phật thùy từ chỉ giáo, nên Ngài im lặng hứa cả, tất cả đều sanh tâm vui mừng thanh tịnh và cúi đầu làm lễ Đức Thế Tôn, rồi đi quanh bên phải ba vòng, rải các thứ qua trời Mạn Đà La cúng dường Như Lai, xong bỗng nhiên ẩn mất. Sáng sớm hôm sau, Đức Thế Tôn cùng với 1.200 vị tỳ kheo đại A La Hán như A Nhã Kiều Trần Như, Maha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diên Diên, Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử, Maha Nam, A Nâu Lâu Đà, Kiếp Tân Đa, Bạc Đề La, U Ba Ly, Nang Đà, Ta Già Đà, A Nan, La Hầu La và 32.000 vị Bồ Tát như Di Lặc, Đà La Ni Tử Tại, Sư Tử Dương, Thành Tự Nghĩa, Vô Ngại Huệ, Đại Bi Tư Duy, vân vân, và các quyến thuộc đồng nhóm họp tại đạo tràng Ca La, nơi vườn kỳ thọ cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ. Sau khi Như Lai trải tọa cụ ngồi yên tĩnh, Ngài bảo các tỳ kheo: vào lúc nửa đêm hôm qua, có vô số chúng thiên cõi trời tịnh cư như Ma Hê Thủ La, Nang Đà, Tô Nang Đà, vân vân, họ đã đến chỗ ta cúi đầu làm lễ dưới chân, chắp tay cung kính thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài thương xót chúng trời người, diễn nói kinh Thần Thông Du Hí Đại Trang Nghiêm, khiến cho chúng Bồ Tát trong pháp hội hiện tại cũng như vị lai được thêm lợi ích. Khi ấy ta làm thinh nhận lời, các ông hãy lắng nghe ta sẽ nói kinh này.